Esteban Santiago là người bị truy tố tội bắn chết 5 người tại phi trường Fort Lauderdale. Ông khai với FBI rằng hành động này nhân danh ISIS. CNN trích lời khai của nhân viên FBI trước phiên tòa quyết định về tiền tại ngoại cho nghi can, nhưng không nói rõ phải chăng Santiago có liên hệ trực tiếp với ISIS hay chỉ có cảm hứng đối với tổ chức khủng bố này. ISIS không hề nhận trách nhiệm về vụ tấn công hôm thứ Sáu tháng Giêng tại phi trường Fort Lauderdale. Ông Falarzo là người tiến hành cuộc thẩm vấn nghi can tại Myanmar, khai là Santiago tự nhận mình chiến đấu cho ISIS và rằng đương sự có tiếp xúc trên Internet qua chat room với những người có cùng suy nghĩ. Santiago bị truy tố với tội danh sử dụng và mang vũ khí, có hành vi bạo động chống lại một người phục vụ cơ quan hàng không, dân sự khiến cho người này bị thương nặng và gây tử vong cho một người khác bằng vũ khí. Hai tội danh sau có thể khiến cho Santiago bị án tử hình, trong khi tội danh đầu tiên đương sự có thể bị hình phạt nặng nhất là tội chung thân. Trong phiên tòa hôm thứ Ba, một chánh án quyết định Santiago không được đóng tiền tại ngoại. Đương sự sẽ xuất hiện trở lại trong phiên tòa tới vào ngày 30 tháng Giêng. Phóng xuân người Việt Đinh Dậu 2017, món quà của miền Nam yêu dấu.